Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Bằng Bỏ. Vào ngày 25 tháng 4, Bằng có cho đăng tải một video về phần 1 hướng dẫn xin tiền thất nghiệp cho các bạn đang nhận xe các bạn đang làm chủ doanh nghiệp và những bạn không đủ điều kiện để được nhận tiền thất nghiệp thông thường từ tiểu bang Để nhận cái tiền BUA trong cái gói cứu trợ trị giá 2.000 tỷ mà chính phủ đã ký để hỗ trợ cho người dân trước đó Thì sau khi video này được đăng tải khoảng 2 ngày, Bằng nhận rất là nhiều tin nhắn từ YouTube cũng như là từ Facebook có một số bạn đã nhắn tin cho bằng rằng bằng đang đưa ra một thông tin sai sự thật Và cũng như là một thông tin không có đúng Bởi vì những người đang nhận 1099 sẽ không bao giờ được nhận tiền thất nghiệp Khi bằng nhận được những tin nhắn này thật sự bằng hiểu được và bằng cũng không trách các bạn Bởi vì đúng là những bạn đang nhận nay từ trước tới giờ sẽ không được nhận tiền thất nghiệp Nhưng mà có lẽ các bạn đã không nằm trong cái trường hợp đang đi làm và nhận nay nên các bạn đã không có cập nhật những thông tin mới nhất từ EDD Cũng như là từ chính phủ bởi vì cái gói hỗ trợ BUA này là hướng tới những bạn chúng ta không đủ điều kiện để nhận tiền thất nghiệp để giúp cho các bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này. Và trong đó cũng có một số bạn thì nhắn tin với bằng thể hiện sự lo lắng. Bởi vì họ nói rằng người thân, bạn bè và trong gia đình của họ nói rằng những người đang nhận nay nay không được nhận tiền thất nghiệp và khi họ nhận cái tiền này họ sợ họ sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vì họ không biết rằng sau khi họ đi làm trở lại họ có phải trả lại cái tiền này cho chính phủ hay không. Và họ cũng không biết rằng cái việc họ nhận tiền này có ảnh hưởng gì đến người chủ của họ hay không Hoặc là họ có bị ảnh hưởng bất cứ một việc gì đó trong tương lai hay không Thì hôm nay bằng mới làm video này để chia sẻ với các bạn về một việc Đó chính là tiền thất nghiệp lần này các bạn nhận là từ đâu Cũng như là tiền thất nghiệp này các bạn nhận có bị ảnh hưởng gì hay không Và các bạn làm cái gì khi các bạn nhận tiền này các bạn mới bị gọi là ảnh hưởng thì bây giờ mời các bạn cùng với bằng chúng ta hãy tìm hiểu Trước khi để có thể trả lời cho các bạn lý do tại sao ngày hôm nay những bạn đang nhận 1099, những bạn đang nhận W2 nhưng không đủ điều kiện để được nhận tiền thất nghiệp và những bạn đang làm chủ doanh nghiệp lại được nhận tiền thất nghiệp thì chúng ta hãy cùng dành thời gian để tìm hiểu về lịch sử của tiền thất nghiệp tại Hoa Kỳ. Nói về lịch sử về tiền thất nghiệp tại Hoa Kỳ nó đã trải qua rất là nhiều năm và cũng đã trải qua rất là nhiều giai đoạn. Nhưng mà bằng xin phép được lấy cái cột mốc vào cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới vào năm 1929 để làm ví dụ cho các bạn dễ hiểu hơn. Bởi vì gần đây đang có rất là nhiều bài báo, họ đã có sự so sánh giữa cái cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới vào năm 1929 với sự khủng hoảng kinh tế thế giới do virus corona gây ra vào năm 2020. Thì với sự hiểu biết hạn hẹp của mình, bằng xin đưa ra cho các bạn một số nguyên nhân sau đây dẫn đến cái cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới vào năm 1929. Và khi mà người ta nhắc đến cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới vào năm 1929, người ta xem đây là cơn ác mộng của cả thế giới. Bởi vì lúc đó có hơn 30% dân số thế giới bị thất nghiệp, và cuộc sống của người dân thật sự rất là khó khăn trong giai đoạn này. Một trong những nguyên nhân đầu tiên đã dẫn đến cái cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới vào năm 1929. Thì như các bạn cũng đã biết, vào đầu những năm thế kỷ 20, hầu hết tất cả những nước phương Tây bắt đầu cho phát triển mạnh cái ngành công nghiệp. Nó dẫn đến một hệ lụy, đó chính là cái mức thu nhập giữa người làm nông nghiệp và người làm công nghiệp nó quá khác biệt. Và cái nguồn nhân lực họ đã bỏ quên đi cái ngành nông nghiệp để đi tìm một công việc trong cái ngành công nghiệp để có mức lương cao hơn. Và khi mà cái ngành công nghiệp nó đã phát triển quá lớn và lúc đó thì cái ngành nông nghiệp thì bị giảm sút và thị trường thì nó bắt đầu bảo hòa. Cái nguồn cung và nguồn cầu nó đã không còn tương đương với nhau được nữa. Thì lúc đó những cái người chủ lao động họ bắt buộc phải đóng cửa những công ty và lúc đó người lao động bắt đầu thất nghiệp. Nhưng mà lúc đó những người lao động họ lại không nhận được một sự giúp đỡ thỏa đáng từ chính phủ. Nó đã dẫn đến một hệ lụy là nó đã xảy ra một cuộc khủng hoảng kinh tế. Và chiến tranh thế giới thứ hai cũng là một trong những nguyên nhân đã làm cho cái cuộc khủng hoảng kinh tế này nghiêm trọng hơn. Và lúc đó người ta đã đưa ra những giải pháp như thế nào để vực dậy lại cái nền kinh tế thế giới khi mà nó bị khủng hoảng như vậy? Đầu tiên, chúng ta hãy nói đến vị tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ, ông Roosevelt. Ông đã cho tái khởi động và điều chỉnh lại trợ cấp thất nghiệp để có thể giúp được cho người lao động nhận được một sự giúp đỡ thỏa đáng từ chính phủ để giúp cho họ vượt qua cái giai đoạn khó khăn. Bởi vì chính phủ hiểu rằng người lao động chính là những người sau này sẽ giúp cho cái nền kinh tế vực dậy. Và với cái cách sử dụng chính sách này hiệu quả và cái tình hình khủng hoảng kinh tế thế giới cũng đã được kiểm soát vào năm 1934. Nhưng những ảnh hưởng của nó thì vẫn kéo dài cho đến năm 1940. Và với sự kiện này thì các bạn cũng thấy rằng ngay bây giờ chính phủ cũng muốn điều chỉnh lại cái trợ cấp thất nghiệp để có thể giúp cho người lao động mà không được nhận trợ cấp thất nghiệp để họ có được một sự giúp đỡ thỏa đáng để giúp cho họ vượt qua giai đoạn khó khăn này, bởi vì chính những người lao động này mới chính là những người sau này sẽ giúp cho cái nền kinh tế khôi phục lại. Có rất là nhiều bạn từ trước tới giờ chúng ta chưa bao giờ nhận trợ cấp thất nghiệp nên khi chúng ta nhận trợ cấp thất nghiệp chúng ta không tránh được những sự lo lắng bởi vì chúng ta sợ những ảnh hưởng sau này nên là bằng sẽ đưa cho các bạn một số thông tin về cái gói BUA này đầu tiên nếu bạn là một người lao động hợp pháp tại Hoa Kỳ bạn được phép nộp đơn để xin tiền trợ cấp thất nghiệp BUA nếu như bạn không đủ điều kiện để được nhận trợ cấp thất nghiệp thông thường thì khi mà bạn nộp đơn EDD chính là người sẽ trả lời cho các bạn các bạn có đủ điều kiện để được nhận cái trợ cấp thất nghiệp trong cái gói BUA này hay không và nếu như bạn đáp ứng đủ điều kiện, bạn sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp trong cái gói BUA này mà không gặp bất cứ trở ngại nào khác trong tương lai. Và nếu như bạn không đủ điều kiện, thì EDD cũng sẽ trả lời cho bạn biết tại sao bạn không đủ điều kiện để được nhận cái tiền trợ cấp thất nghiệp từ cái gói BUA này mà bạn cũng sẽ không có bị bất cứ ảnh hưởng nào khác. Và nếu như bạn tin rằng bạn đủ điều kiện để được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp từ cái gói BUA này thì hãy nộp đơn để cho EDD cũng như là chính phủ có cơ hội giúp đỡ bạn vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu về điều kiện để được nhận cái gói trợ cấp thất nghiệp PUA này thì các bạn hãy xem trong video phần 1 của Bằng có tên là hướng dẫn xin tiền thất nghiệp cho 1099 mà Bằng đã cho đăng tải vào ngày 25 tháng 4. Và các bạn hãy thực sự lưu ý khi các bạn nhận cái tiền trợ cấp thất nghiệp bởi vì từ trước tới giờ các bạn chưa được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp nên là các bạn cần phải lưu ý và cần phải chú tâm tới những cái việc này. Các bạn cần phải làm gì để không bị ảnh hưởng về sau hãy trung thực trong việc khai báo thông tin và đừng mạo danh bất cứ người nào khác để có thể hưởng được cái quyền lợi trợ cấp thất nghiệp từ chính phủ và hãy trung thực báo cáo cho chính phủ các khoản thu nhập khác khi mà bạn đang được nhận cái tiền trợ cấp thất nghiệp này và hãy báo cáo cho edd biết nếu bạn quay trở lại làm việc và đừng tìm cách từ bỏ một công việc để tiếp tục được hưởng cái quyền trợ cấp thất nghiệp vì rất có thể edd chính là người đã giới thiệu cho bạn và nếu như các bạn đã không trung thực trong việc báo cáo những khoản thu nhập khác hoặc các bạn mạo danh người khác để có thể hưởng được những quyền lợi trợ cấp thất nghiệp từ EDD trong cái gói cứu trợ BUA này các bạn được xem là có hành vi gian lận thì thế nào được xem là hành vi gian lận thì bây giờ bằng xin được liệt kê với các bạn một số hành vi sau đây được xem là hành vi gian lận khi các bạn nhận trợ cấp thất nghiệp đầu tiên nếu bạn mạo danh và sử dụng thông tin cá nhân của người khác để nhận quyền lợi trợ cấp thất nghiệp thì được xem là hành vi gian lận các bạn không báo cáo những thu nhập của các bạn trong lúc các bạn đang nhận trợ cấp thất nghiệp thì các bạn cũng được xem là hành vi gian lận và bạn không hoàn trả lại số tiền đáng lẽ bạn không được nhận thì cũng được xem là hành vi gian lận. Và lưu ý khi bạn nhận được một cái lá thư là DI 1444 có nghĩa là EDD thông báo cho bạn biết bạn đang nằm trong trường hợp có hành vi gian lận. Lúc đó bạn cần phải liên lạc với EDD để làm rõ vấn đề. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hình phạt nếu như bạn có hành vi gian lận để hưởng quyền trợ cấp thất nghiệp từ EDD cũng như là từ chính phủ. Theo thông báo số DI 2320 trang số 12 EDD liệt kê những người có hành vi gian lận hoặc mạo nhận người khác để hưởng quyền trợ cấp thất nghiệp được xem là một tội đại hình. Bạn có thể phải ra tò và phải ngồi tù vì hành vi gian lận và mạo danh người khác. Bạn có thể sẽ bị yêu cầu bồi thường lại toàn bộ số tiền bạn đã nhận cho trợ cấp thất nghiệp. Bạn có thể sẽ bị mất một số quyền lợi khác trong tương lai. Bạn có thể sẽ bị trừ hoặc bị giữ lại số tiền hoàng thế cuối năm mà sở thế hoàng cho bạn. Bạn cũng có thể sẽ bị trừ hoặc bị giữ lại số tiền mà bạn đã trúng sổ số, số khi mà bạn mua vé số. Và EDD được phép yêu cầu người chủ của các bạn cung cấp cho họ những bằng chứng hoặc những phản thu nhập của các bạn trong những khoảng thời gian nếu như họ nghi ngờ rằng các bạn đang có hành vi gian lận để hưởng quyền trợ cấp thất nghiệp. Và EDD cũng có thể sẽ yêu cầu sở thế cung cấp cho họ số thu nhập của các bạn trong năm để đối chiếu lại với những tháng các bạn đang nhận tiền trợ cấp thất nghiệp để kiểm tra xem các bạn có hành vi gian lận hay không. Vì vậy chúng ta hãy thật sự cẩn thận khi các bạn điền đơn để xin tiền trợ cấp thất nghiệp các bạn hãy chú ý vào số sổ của mình, đừng điền một số social sổ sai, bởi vì đó cũng được xem như là một hành vi gian lận nếu như bạn cố tình. Và hãy nhớ báo cáo cho ED nếu như bạn có bất kỳ một cái công việc nào khác khi bạn đang được hưởng quyền trợ cấp thất nghiệp, cũng như là bạn có bất kỳ một khoản thu nhập nào khác trong khoảng thời gian mà bạn đang nhận trợ cấp thất nghiệp, vì đó cũng được xem như là một hành vi gian lận. Và đây chính là những thông tin mà bạn muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Hy vọng với những thông tin này sẽ giúp cho các bạn an tâm hơn và đỡ lo lắng hơn khi chúng ta nộp đơn xin tiền trợ cấp thất nghiệp từ EDD. Bởi vì bằng biết cũng có một số bạn đây là lần đầu tiên chúng ta xin tiền trợ cấp thất nghiệp từ EDD. Và vào ngày mai ngày 28 tháng 4 cũng là ngày đầu tiên EDD cho phép chúng ta nộp đơn xin tiền trợ cấp thất nghiệp trong cái gói BUA dành cho những bạn đang nhận 1099, các bạn đang làm chủ doanh nghiệp cũng như các bạn đang nhận W2 nhưng lại không đủ điều kiện để được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp thông thường tại tiểu bang. Và chúng ta hãy kiểm tra thật kỹ tờ đơn của chúng ta trước khi chúng ta gửi nó đến cho EDD để tránh có những sai sót và những ảnh hưởng về sau. Và nếu như bạn tin rằng mình đủ điều kiện để được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp trong cái gói BUA này thì hãy nộp đơn để cho EDD có cơ hội được xem xét và giúp đỡ các bạn cũng như là cho chính phủ có cơ hội được giúp đỡ các bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bởi vì chính các bạn là những người lao động sẽ giúp vực dậy nền kinh tế Hoa Kỳ sau khi đại dịch virus corona đi qua. Hy vọng rằng các bạn sẽ chia sẻ những thông tin và để tránh có những sự sai sót cho người thân và gia đình của chúng ta khi chúng ta nộp đơn xin tiền trợ cấp thất nghiệp từ EDD. Và nếu như các bạn thấy video này hữu ích chúng ta hãy nhấn like share và subscribe và xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp và chúc các bạn có một ngày tốt lành